Sáng hôm nay mình tiến hành mình nhổ cỏ vào phân cho rau muống các bạn. Rau muống rồi là bí đỏ. Trời thì lúc này nóng bức, âm u. Trời bầu trời không có ánh nắng luôn các bạn. Nó âm u vậy đấy. Mưa thì cứ lác đác vài hột thôi. Cho nên là nó khó chịu trong người lắm các bạn. Nhất là với gia cầm. Mấy cái con đó là trời này là nó dễ bệnh lắm các bạn. Mình làm cỏ rau đây. Bây giờ cũng quen rồi các bạn, làm cái gì cũng quay lại cho các bạn xem. Đó, hôm qua mình nói rồi, cái cỏ đây này, cái cây đây này, đây này, cái cây này nó mọc nhanh lắm các bạn. Nó thì không cần mình phải ngâm ngoéo gì đâu. Cứ đất mình làm sạch sẽ tơi xốp, nhiều mùn phì nhiêu là nó xông vào, nó tranh giành với cái cây trồng của mình nghe các bạn. Đây là mướp này các bạn này. Mướp nói chung thì sau khi mà mình dọn đất ấy thì mình cũng làm tới thôi, chứ còn cũng không có tính là làm mướp làm bí đâu các bạn. Nhưng mà bây giờ cái thời vụ mình chạy đua theo với cái điều kiện khí hậu mà theo mùa đó, mình sợ là mùa mưa nó gần đến nha các bạn. Thành ra là mình cũng không có định được trồng cái gì cho nó kịp thời vụ. Cho vùng ở đây là mưa bão là nó bị ngập lụt nghe các bạn. Đó. Nhiều lúc làm cái rồi cũng công cốc luôn. Đó. Thiên tai địch họa coi như là nó xảy ra là nó phá luôn. Đó. Cái thì thiên tai, rồi cái thì sâu bọ, nó ăn nó không từ một cái gì nghe các bạn. Cái cây cỏ dại là đất có một chút phân, rồi mình cày xới nó tơi xốp nghe các bạn, là nó xâm nhập, nó lớn nhanh hơn là cái hạt giống luôn đó. Đó, cho nên mình tiến hành mình xáo đi, mình dùng lưỡi cuốc mình xáo bằng tay, rồi mình lượm lạch mình nhổ cỏ nghe các bạn. Đó, còn sáng nay thì mình cũng đã bón cho nó một cái hàm lượng NPK, trong đó thì N đạm cao hơn nghe các bạn. Đó. Để kiếm rau mình sinh hoạt mình ăn qua ngày thôi, có mấy hàng thôi các bạn. Chứ trước á là mình trồng nhiều, trồng đại trà là do phục vụ cho trong cái chăn nuôi á, thành ra là mình làm số lượng nhiều đó. Cứ đất đầu thừa đuôi thẹo, những cái chỗ mà nó không trồng cái gì á thì mình cứ rải rau muống đây các bạn này, với cây cỏ voi đó, rồi mình đem về mình xay nghiền, rồi mình phối trộn ở trong cám ấy, rồi mình cho vịt, ngà, gà, ngan, ngỗng rồi đó nó ăn đó, nó ăn thì cứ lượm lạch được cái đồng nào hay đồng đó các bạn, chứ còn bây giờ không có dự đoán được. Đó, nhiều năm làm nó đẹp lắm. Ồ, rồi cũng
quay phim rồi chụp ảnh rồi đăng tải rồi giới thiệu vào nhóm hội làm nông rồi rồi chăn nuôi sạch rồi tùm lum tà la vậy, mà cuối cùng chiều hôm nay quay thì đêm bão rồi lũ nó về. Đấy, coi như tan tành sơ sắc lá luôn các bạn. Đó, cái thiệt hại thì nó cũng cũng lớn đấy, công sức rồi giống má rồi phân bón rồi xăng dầu rồi hao mòn công cụ tùm lum tà la, cuối cùng nó phá có một đêm cho mấy các bạn. Ủa, bây giờ nó đẹp lắm, nó lên như vậy là được 6 6 đến 5 lá thật rồi. Đó, mình vô phân NPK rồi mình tiến hành mình sáo nghe các bạn. Mình sáo ở đây là mục đích là đảo lộn cho cái hạt phân này này nó xuống dưới đất ấy. Rồi trời có mưa thì nó phân hủy nó nhanh. Đó, rễ cây trồng nó hấp thụ cũng nhanh. Đó. Giờ chỉ lại trời lại đất là mưa thuận gió hòa thôi các bạn. Đó. Cái ruộng đây này là đất nó tốt lắm. Đó, những năm trước là làm lúa nhưng mà nay thì không có nước tưới tiêu cho lúa nước, cho nên là người ta không có sản xuất lúa, xung quanh người ta để hoang hóa vậy đó các bạn. Đó, tre muông rồi cây mai dương rồi bờ cõi rồi rậm rịt. Đó, đây thì mình thấy rắn với là con chim bìm bịp nhiều các bạn, bởi vì trong cái nguồn trong cái cỏ đây này có một cái lượng thức ăn các cái loài chuột loài chim nó phong phú cho rắn rồi bìm bịp đó các bạn. Đúng. Cho nên là làm hoa màu lúa rồi ngô rồi lạc đậu phụng rồi đó là cái con chuột nó moi nó ăn nó phá kinh khủng khiếp luôn. Đó, mình cũng đánh cái bả thuốc định kỳ luôn các bạn. Đó, đẹp không? Đây này, đây là cái cây mai dương này, để các bạn này. Đó, nhìn nó lá giống như kiểu mà cây mắc cỡ hay là cây cỏ thèn. Đấy. Hay là cây chết giả, nó cái lá nó giống lắm đó. Thì cái chùm quả của nó cái nó bung ra như kiểu mà cái quả keo á các bạn. Rồi nó mọc đại trà, nó mọc phủ lên trên cái đất màu của mình làm ấy này. Đó. Nếu mà không diệt nó từ đầu á nghe là nó phát triển lên thành lùm thành bụi, mà gai nó chích đầu lắm, gai nó độc lắm. Đấy. Là nó thành lùm như này. Đó. Rồi nó sinh sôi nảy nở, nó phát triển nhanh hơn cây trồng, nó tấn công ồ ạt. Đây các bạn, chỉ cần để khoảng cỡ 5 đến 6 tháng thôi là nó phủ hết đất trồng này. Đó. Cây mai dương các bạn. Đó. Đó. Xa xa kia đó, cứ hai bên dòng kênh nó là mai dương ấy. Cái hạt của nó thì bay theo gió cũng có, rồi trôi theo cái nguồn nước cũng có. Đó, rồi vương vãi ra đất trồng này. Ủa, kinh khủng luôn. Ừ, nó mọc. Ủa, kinh khủng khiếp. Cho nên là làm thì phải theo dõi để mà diệt. Đó. Nhưng mà diệt nó không không hết đâu. Thì 15-20 năm trở về trước á thì mình nhớ là cái dọc cái dòng kênh này, này là cái cây mai dương nó không có đâu các bạn. Đó. Kể cả các vùng khác ở hai bên ven kênh này, này. Nhưng mà nó xuất hiện là không biết cái hạt giống này nó ở đâu. Từ cái thượng nguồn nào hay là cái vùng núi vùng đồi nào cái
nó trôi. Đó, nó trôi dạt rồi bắt đầu nó sinh sôi nảy nở. Đó, nó lấn chiếm đất hoa màu, phát triển phải nhanh. Mà bây giờ là cũng không có một cái thuốc gì để mà giết nó ấy các bạn. Nó phát triển nhanh lắm, rồi cái cành, cái cây của nó mà nó ngã xuống là nó bung rễ ra. Đó, nó bung rễ ra, nó sống đùm, sống túm như, phải nói là như kiểu mà cái rễ của cái cây xanh, cái cảnh đó các bạn. Đó. Thì nói chung mình quay ghi lại một đoạn, đó, mình trò chuyện cho nó vui. Đó, đây là công việc sáng nay. Đó. Cái quay cũng vài luống rau vậy các bạn. Đó. Trong mấy chục mét vuông thôi chứ đâu có nhiều đâu mà. Đó. Mà cứ thích quay video vậy. Đó. Thôi nha, mình dừng video clip tại đây để mình làm cho không trưa rồi. Đậu cà dưa héo hết rồi. Đó, mà cứ ngồi livestream cũng vui các bạn. Chung mình lưu lại rồi lâu lâu mình mở mình xem thì mình thấy được cái quá khứ của ngày đó, của năm đó, của thời gian đó, nó cũng hay, nó rất thú vị. Rồi bên cạnh đó những bạn bè, anh em, con cháu đam mê về trồng trọt, chăn nuôi, xem, tìm hiểu cách thức làm. Thì nói chung ở đây là mình thấy ra mình quay vậy, chứ còn mình cũng cũng không phải là kỹ thuật viên như các bạn. Đó, làm rồi theo kinh nghiệm, đó, rồi bắt chước, tìm hiểu rồi học hỏi. Rồi có lúc cũng làm như kiểu mà quán tính như, như lúc ban đầu mình nói không biết tỉa rồi trồng cây gì đây. Bởi vì có mấy tháng nắng đâu các bạn, ở Quảng Ngãi ở vùng mình đây này. Đó, nó nắng thì nó nắng, tháng này qua tháng nọ chang chang đi. Mà mưa thì nó mưa, nó mưa không không có lối về đó các bạn. Đó. Mưa phải mưa tầm tã luôn. Nói thiệt, đối với bản thân mình, mưa chỉ đẹp nhất là trong cái tình yêu đó. Đó. Trên đường đến nhà em rồi mưa, rồi trời không mưa anh cũng lại trời mưa rồi để che rồi để núp, làm anh hùng núp rồi dẫn em về. Thơ thơ mộng lãng mạn là như thế đấy. Hạt mưa đấy. Mưa nhạt, mưa nhòa, mưa đổ trên cao, mưa tuôn trên cái gì đó, mưa mà không có lối về đó các bạn. Rồi tháng 6 thì chưa mưa nhưng mà anh cũng lại trời mưa. Đây nha, thôi để mình nhổ cỏ rồi sáo đất cho rau. Trò chuyện cũng dài rồi. Hôm nào rau rến đồ nói chung mà nó đẹp, nó phát triển tốt đó là mình quay cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình video clip sau. Thân ái chào các bạn.